À, xin chuyển sang câu hỏi thứ ba. Kính bạch Thầy, cho con xin hỏi. Một, ở nhà con tụng kinh có một mình, có nên dùng chuông mõ không ạ? Xin Thầy chỉ cho con cách khai chuông khai mõ. Nên, nhưng mà gì? Dùng nhỏ thôi, đánh nhỏ thôi. Chuông mõ chúng ta dùng đủ nghe thôi. Ví dụ nhà chúng ta mà nhà cấp 4 chẳng hạn, chúng ta dậy từ 4 giờ sáng, 5 giờ sáng tụng kinh mà chồng con vẫn đang ngủ chẳng hạn, thì chúng ta thì có thể cũng xin Phật là khai cho chúng ta chỉ đọc thôi, chứ không cần cái chuông mõ. Nếu mà chồng con không hoan hỉ, thì 4 giờ sáng chúng ta đã cóc cóc keng keng rồi mà nó không ngủ được, nó dậy nó đạp cho chết. À, đúng không? À, chúng ta phải khéo cái này uyển chuyển. Còn nếu mà gia đình chúng ta có phòng thờ riêng, thì chúng ta nên có chuông có mõ. Và chuông tức là gì? Là lệnh. Mõ tức là gì? Là hiệu. Chúng ta đọc kinh mà có hiệu, có lệnh á, có trầm, có bổng, có hiệu, có lệnh á, thì cái tâm của chúng ta rất là gì? An lạc. Mà thậm chí là các vị gì? Quỷ thần và thổ, long thần thổ địa, các vị lịch đại gia tiên chúng ta, oan gia trái chủ chúng ta, nhiều đời nhiều kiếp mà có duyên á, họ cũng tụng kinh với mình, thì có tiếng hiệu, tiếng lệnh đó thì nó sẽ tốt hơn, họ sẽ hoan hỉ hơn. Đó, cho nên á, chuông mõ chính là cái hiệu và cái lệnh, có được là tốt nhất. Mà còn nếu không có, gia đình chúng ta ở vào một cái thế là gì? Nếu chúng ta gõ chuông gõ mõ, hàng ông hàng xóm, bà hàng xóm gì, nó khó tính. Nhà sát vách nhau mà cứ dậy sáng 4 giờ sáng chúng ta đã cóc cóc rồi á, nó vác đơn ra phường, ra xã gì, nó kiện, làm ảnh hưởng tới gì? Tới cái không gian yên tĩnh của người khác, thì mình cũng gì ạ? Cũng không nên. Hoặc là có gõ thì chỉ gõ nhỏ trong phòng nhà mình thôi, làm sao nó bên kia vách tường nó không nghe thấy gì á. Đến chùa chúng ta nên họ còn kiện mà. Vào pháp hội, pháp hè là ngày xưa thì thầy quên đi là không bảo các bác, nó cứ mở loa thật to lên, họ không ngủ được, họ kiện. Họ vác cả đơn cho xã, họ kiện. Và bây giờ mỗi lần có pháp hội, pháp hè là phải cho các vãi đi đến nói trước với gia đình người ta. Mấy gia đình ở khu đằng sau này là thôi các ông, các bà thì thông cảm. Phật tử họ nơi xa thập phương về đông người, mở loa nhỏ nhỏ thì họ ngồi tít đằng dưới hay ngồi bên ngoài không nghe được. Cho nên thì các bác thông cảm, nó chỉ có 2-3 ngày thôi, phải đi nói trước đấy. Các vị đừng nghĩ là thầy như thế là hoành tráng đâu. Đấy. Lắm khi cũng phải khom lưng trước tất cả mọi người đấy, phải cúi mình đấy. Không phải lúc nào cũng ngẩng cao đầu lên đâu, sống ở cuộc đời này là phải thế. Có lúc biết ngẩng, có lúc biết cúi thì mới trụ được, đặc biệt cái xã hội này. Mà xã hội này là còn đỡ đấy. Các thầy bảo ở bên phương Tây ấy, mà chúng ta gõ mõ hay chúng ta gì, chỉ cần đỗ cái xe đi vào chùa hay là vào gì, vào chùa mà đỗ cái xe ngoài đường thôi, dân người ta cũng kiện ngay. Chúng ta tụng kinh gõ mõ vào nhà bên cạnh là không ngủ được, nó kiện ngay. Mà kiện một cái là nó xử, nó phạt ngay, phạt hành chính, phạt tiền ngay. Không như Việt Nam chúng ta mà bảo còn xin xỏ rồi các bác thế này thế nọ hoan hỉ cho nhà chùa. Bên phương Tây không có chuyện hoan hỉ nhà chùa. Nhà chùa cũng như thứ dân, cũng như nhau hết. Nên dù sao ở Việt Nam chúng ta, người tu tập chúng ta như các Phật tử chúng ta vẫn còn sướng chán. Cho nên làm sao thì không nên ảnh hưởng tới bà con hàng xóm láng giềng là được. Còn nếu có chuông có mõ được là tốt nhất. Mà vì điều kiện hoàn cảnh đặc biệt như tôi vừa nói, hoặc là người thân trong gia đình không hoan hỉ, chỗ tu tập không có riêng biệt, hoặc nhà ông bà hàng xóm cứ nghe thấy tiếng chuông tiếng mõ là nó không bằng lòng, nó không hoan hỉ, thì chúng ta gì đọc không cũng được. Còn cái nghi thức khai chuông khai mõ thì các Phật tử phải học thôi. Thời gian đâu mà ở trên này thì không thể giảng cái đó được. Nhìn các sư đánh mà học. Nhìn các sư đánh mà học. Hoặc là thì muốn thì ra chùa, chùa nào gần thì đến gặp các thầy dạy cho nó đơn giản. Hoặc lên chùa nhờ các sư cô, các sư ông dạy cho cũng được. Không phải thầy lên đây thì gõ vài cái là học được đâu. Tiểu của thầy có người học đến tháng rồi còn chưa đánh được. Đâu phải đơn giản đâu. Thậm chí bây giờ mà sư ông kiểm tra lại, có khi lên sư ông, lên sư cô rồi mà sư ông kiểm tra đánh mõ còn chưa duyệt được. Không phải đơn giản đâu các quý vị. Phải có cái sự tập luyện lâu dài mới thành thục. Giống như văn ôn, võ luyện á, cái việc đánh chuông, đánh mõ mà tiếng nó có hay hay không thì cũng phải tập luyện luôn thì mới thành. Không có thì tiếng chuông, tiếng mõ nó không ra thế nào cả. Nghe lại phiền não thêm.